Thế chế nòng lon tỏng bàn, lọc nhẹt tao nền, tình hình canh trại chán trị cú cục tế, lon dịch Covid sập cao rào chặt phức tạp, ạc tiếng tấu, rủi ro cây canh trại, lạ tắc tỏng tó cọng phát chấn tròn cú cục cạ, xì lồm, cụt leng. Trong tốc độ tăng trưởng, GDP của Bắc Giang vẫn đạt sập lấy phẩy không làm phần bẹc. Cây chắn sẩy kẹt cá cao nhất trời lọc sập lạm khen thành phố, lon dịch sẩy kẹt cá hầu nhất, Bắc Giang đạt tạc tà năng xây, táo cùng chạt. Căn chấu là sẩy tòng lạt chắn tắng tăng trưởng, lon Bắc Giang, cân chấu năng chấu, tiêu chấu trong hào cọng phát chấn, canh trại trả vồi, trời lọc nhiệt, mồi nền. Cú cào cấy sẽ tạc ngộ cây càng chẳng hợn, trời mọc ta chẳng sội, táo xỉ xẹng, cắn nhạt. Mời chế nòng lon tỏng bàn, xem cả tiếng dầu. Tòng lạt tài nhất, com nhạp, nhạp vũ công tăng trưởng của khen trời lọc nhiệt tao nền, lai tà cú công công nghiệp hay sàng, lón mức tăng trưởng sẽ làm sập ngộ phải ngộ phần bẹc. Trên nơi công nghiệp sàng làm sập chặt phải lấy phần bẹc, hay sàng, sàng nhề sập phải giặt phần bẹc. Cá chi chấu chặt trời liều ngành, đạt ít bẹc cao sập, lăn ngộ bẹc nhề sập tỷ ngàn, bên ngộ sập nhề phần bẹc con chấu. Trên này, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là hơi sàng, lon tăng trưởng chân sỉ xẹt, đạt mức sàng làm sập cao phải ngộ phần bẹc. Chấu chặt công nghiệp hạt tàu quốc doanh, chơi hao viền thành phố, di tú năng sàng chân sỉ hầu. Căn liều hao tệ bạn, làn đạt mức tăng trưởng sẽ hơn nhì sập phần bẹc. Trên này, giáo hao tệ bạn giảm mức sàng cầu, lôm lạng sàng, sàng lọc sập bát về lọc phần bẹc. Yên Thế lấy sập cao về ngộ phần bẹc, Việt Yên lấy sập bát về nhảy phần bẹc, Yên Dũng lấy sập lọc về lọc phần bẹc. 6 tháng đầu năm 2022, lọc nhẹ tao nên nhảy chiến ăn nhảy, cá chi chấu chặt công nghiệp của Bắc Giang Khleng đạt cản nhảy bẹc trên tỷ ngàn, trời là bẹc lọc sập lọc trên tỷ ngàn còng chấu là tập chặt. Tăng trưởng hơn lọc sập ngộ phần bẹc, tác tổng cục thảo kê, tính toán lon cọt cá. Lon tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Khleng cản chấu, nệm lon tốc độ phát chấn cố nông nghiệp dịch vụ trời tệ bản Bắc Giang Khleng là phát chấn chưa sự ổn định. Ni công nghiệp vẫn giảo vai trò, lạt chắn, lon giảo cọp nhập chân sự quan trọng tăng cường phát triển của Khleng. Hào doanh nghiệp tiếng kiến cho Bắc Giang do môi trường tao từ phát triển chân sự can. Vì nay cú còn vui vột chấu chặt cú hào doanh nghiệp trở tới bạn Khleng di kiến chân sự hào. Đánh giá là phát triển trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang là một cái môi trường đầu tư phát triển tốt. Sau thể càng, nhà hào chán sôi thích ứng tắc linh hoạt, cho lon cọng chối tràng phục hồi chối chặt bốn mài tắc Khleng chấu tá nên nhề chiến lên nhề giặt, là chẳng tắng hào doanh nghiệp on lạm lao tiểu, lon vụi vột chấu cọng. Cho lon này, hạ tàn sắp bá tẩy công nghiệp, bá tẩy cụm công nghiệp hạ tàn, lầu hối lai, chẹp càn. Lon hào hạ tàn lem bẹn cả táng, là tắc sâu táo tao tư hơi sàng, là khích lệ hào doanh nghiệp chảy xẹt tao tư. Đáng tiếng táo, ngành chấu chặt sản phẩm điện tử, máy vi tính, lo sản phẩm quang tọc, chiếm tỷ trọng chất dịch tài cho chấu chặt công nghiệp, sàng lọc sập ngộ phần bẹc. Tôi doanh nghiệp là lao tiểu tắc cố cọ phục hồi, tam mồi quý giặt, tiêu cây sàng chất dịch xẹt trời quý nhầy. Hào còn chấu cây vụi vột chấu chặt, tú năng tắc hơi sàng, lon quyết làm cọ nhất. Hết năm 2021 đã là trên 41 tỷ. Nên nhảy chuyện là nhảy giặt, ngủ cây là tao từ hợn lấy sập giặt tỷ ngàn. Tóc cây ngủ cây sẽ tao từ thềm lọc tỷ ngàn nữa, từ tay cạo, năng suất, đảm bảo sản lượng, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Ngủ cây tao từ thềm, thiết bị, công nghệ, tay cạo, lạc, chấu chặt. Để mà lương công suất phục vụ cho đáp ứng đủ cho là nhu cầu hàng ngày cũng như hàng năm của khách hàng. Tàn lông công nghiệp sẽ tòng lạt chắn chưa tăng trưởng, đi nông nghiệp tố năng khẳng định tác vai trò mọc trồi của nền canh trại. Mặc dù ảnh hưởng trên dịch tổ cú ngăn trên, tàu nhạp sảng cậu, lông cá mải trôn các sắc mặt dòng, trích trong, mọc trong. Trong nông nghiệp và giảo tốc độ tăng trưởng chân sự ổn định, đạt nhảy về chát phần bẹc. Cóp nhập không phải lấy điểm phần bẹc, nhập tốc độ tăng trưởng canh trại của Khleng. Quy mô cá trị của liều ngành đạt sập cao trên cao bẹc làm sập ngộ tỷ ngàn, bền ngộ sập về cao phần bẹc cao chấu. Để có kết quả như vậy, thì trước hết đó là sự chủ động trong việc điều hành sản xuất sớm.
tiêu xào tắc kết cá căn chấu, lên nê sẻ cú cong chủ tòng, trồi cọng chấu điều hành chấu chặt, cho tập chặt, hao chẳng sản cong chấu cho liều hao cong chấu, tiêu văn hao nhăn, tiếng nhập nầy, chỉ đạo, chơi cản lòn thực tiễn. Ứng phó linh hoạt, đoan hao điều kiện, lâm thị trường, cá mải cú vật tư. Hướng tái của nhân nọng men, áp dòng hao quy trình chấu chặt tác hợp lý, tiêu tiết kiệm tác ngăn trên. Trôi bối cảnh các sắc mặt dòng sẵn cầu, ni văn hào nhan cần tắp chặt hao chắn sội chẳng của nhân nọng men chấu chặt, nơi xảy căn mọc tròng, nhập tài mu, loan chẳng tròng, nhập mu chìm, trang chế nòng, rào chích tròng, mọc tròng hầu, tái nhập chấu chặt. Có được thêm cái chất giống lúa chất lượng tốt để chúng ta đưa vào sản xuất. Chế bền công nghiệp, nông nghiệp, ni cậy dịch vụ, bắt tay cây, dì lao tốc độ tăng trưởng cỏ hợn, tạc loan mức banh tàu của củ cà, đạt chất về 3 phần bẹc. Mặc dù sang cú nhiệt lên tàu, cú tàu nền, lộp tộ hao lán hâu do tài dịch COVID sập cầu, rào chặt chân xỉ xẹc. Trong ngành dịch vụ là xẹc phục hồi, ta ma dịch bệnh, tắc khống chế, dì xẹc của nhân men, loan học cộng chấu chặt bốn mải, là tạc chấu bình thường. Cặt bệt trồi sang hàng ngành dịch vụ là hơi sẵn chân xỉ xẹc, loan giảm mức tăng trưởng chân xỉ tài, tạc lòn hơi nền, lâm vận tải, kho bãi, sẵn nhiệt sạp về lọc phần bẹc, bốn mải, loan mải lây, sầu ô tô, mô tô, trị hối lai, sẵn sập lấy về nhảy phần bẹc. Quy mô cá trị chấu chặt của liều ngành đạt nhảy trên 3 bẹc cao sập tỷ ngàn, bền chất sập, lăn lấy phần bẹc cọc chấu. Tổng mức mải lây hàng hóa, lon cú cọng sau nhập ta dịch vụ vẫn giỏ mức cầu tạc lon hay nền. Cá chi lọc nhiệt ước đạt, sắp ba trên chặt bẹc cao sập ngổ tỷ ngàn, sang sập lấy phải giặt phần bẹc, đạt ngổ sập giặt phải ngổ phần bẹc, tạc lon cọng chấu của nền. Chơi lon tốc độ GDP sẵn cầu, hao chỉ tiêu cậy canh trại trả vội cả táng của khen, di rào tắc kết cá cầu, cọp thêm điểm leng táng Bắc Giang. Nơi xảy xã hút tàu từ đạt ngộ PEC 30 ngộ triệu USD, xã hút ngăn trên FDI, cẩy trồi, thang tài sạp trồi cục cạ. Sang hầu doanh nghiệp săn lạt lặn đạt 3 PEC bá tẩy, sang sắp chát phần PEC tạc lòn hơi nền. Cắt bề xảy, rào nhẹ PEC 30 doanh nghiệp, chiến lại chủ công. Sau thuế trồi nội địa đạt 3 trên, làm PEC lấy sập lọc tỷ ngàn, sang nhẹ lấy phần nhảy phần PEC. Tổng kim ngạch mải chất nhập đa spat phải lọc tỷ USD, sang lấy sập phải nhảy tỷ ngàn. Tỉnh cũng đã ban hành một loạt những cái chính sách làm sao mà tiếp cận đất đai. Khen là tập chặt sang hầu chắn sội, chấu nâng chấu, tiêu chơi cản tác nay tẩy tác minh bạch. Ví dụ, lông quyết định cậy cố còng đấu cá, khai thác khoáng sản, nên xảy còng chấu, chốt phạt còng minh bạch, còng khai, chơi cố còng chơi cản, lo nay tẩy cố hào doanh nghiệp. Hào doanh nghiệp quạt cá chân xỉ cầu. Khen dị cán quyết liệt chấu, loan chỉ đạo, sang cấp, sang ngành, còng bố, liều hao thông tin, cây quy hoạch. Cộng chấu, giao liên quan tàu cú cộng, cây bố trí nguồn gan trên, tắc cộng khai minh bạch, chơi liều hao phương tiện thông tin tài chúng. Doanh nghiệp gì là giảo cơ hội chơi cản loan hao tài liệu, giao liên quan, tiêu phục vụ xế san phát chấn, chấu chặt bốn mải của văn. Sau thể kín, trôi bối cảnh dịch COVID sập cao rào chặt phức tạp, Khen ủy, Hội đồng Nhân men, Ủy ban Nhân men Khen là trôi cản loan tình hình, tạp chặt tổ học biến phạm, trôi xảy san, phù hợp loan thực tiễn, tóng lạm, nơi xảy cai chặt sang phá tẩy cắn tạp, chốt phạt còng ngày táng phát chấn. Nhờ cú còng nhập cuộc quyết liệt, lon chay, trôi chỉ đạo, điều hành, lon cú còng chay lạm, lon chẳng xẹc của nhân men, lon còng tổng doanh nghiệp. Canh trại của Khen là hơi sảng, lon tăng trưởng, chân dày xẹc. Nhằm tối đa phát huy tác hậu kết cá là rào tạc. Sang cú nhiệt cú mồi nền, Bắc Giang tối nặng nhà càn, lon chấu dọc kết cá hao nghị quyết cú chấn phủ, Khen ủy, Hội đồng Nhân men Khen. Lon cọng chấu của Ủy ban Nhân men Khen, cây hao cọng chấu phát chấn canh trại trả vôi, nên nhảy chuyện là nhảy. Chúng ta phấn đấu là năm nay phải tiếp tục là đưa cái kinh tế chúng ta tăng trưởng mạnh hơn nữa. Văn Hồng Nhan phán táo tốn nặng tái nền canh trại phát chấn tạc xẹc hợn, lon căn hợn, lao tạc, bá tẩy cẩy, dệt Khen tái tàu cây tăng trưởng.
ta bá tẩy tái tàu cây tăng trưởng, ni sĩ tái văn hào nhan, táo tộ hao lợi thế cậy phát chấn. Văn hào nhan, tần dòng tăng lợi thế, ni sẽ chấu phạt, đà, tiểu phát chấn, táng sang nên chệp này. Lòn văn hào nhan phải giải quyết tạc sang bá tẩy gắn tạp, chay xe hợn xế san hơi sảng sang bá tẩy công nghiệp, cụm công nghiệp, tay cạo xẹt hợn, môi trường chấu chặt bốn mài. Ngẽn về hạ tầng. Chạy xẹt sáu ngan sội, hướng tó cú còng cả chủ, trồi sậu trì, tập tròn tao tứ kết cấu hạ tầng thiết yếu, trọng tâm, xây hạ tầng, lầu hối lai, công nghiệp, loan hạ tầng, khung, cải đô thị. Tố nặng tay cọ môi trường bốn mài, tay cọ kết cá sau hút tao tứ, loan hao cọng chấu tràng phát triển doanh nghiệp. Nơi xảy học quyết làm mà bác giảng khen phán táo, tiêu chấu trồi dưới san nhảy trễ là nhảy giạt, táo nhảy trễ là nhảy ngầu. Loan hao quyết sổi xẹc, loan hao còng chấu sáng tạo, xét xảy tiền đề, xây tòng lạt quan trọng tiểu bác giảng, tú năng lao tiểu, đà tăng trưởng, cú GDP, tái tao trồi củ cạ. Loan phạt ết cực tăng trưởng, trồi bá tẩy, đông bắc, cú củ cạ.